Tóm tắt chiếc thuyền ngoài xa. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng được trưởng phòng phân công xuống vùng biển săn ảnh để chuẩn bị làm tập lịch của năm theo chủ đề thuyền và biển. Phùng đã chụp được bức ảnh chiếc thuyền ngoài xa đẹp mỹ mãn như bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Nhưng ngay lúc ấy, Phùng lại tình cờ được chứng kiến một sự thật nghiệt ngã trong gia đình người ngư dân. Người vợ bị chồng đánh hết sức dã man, đứa con là Phát đã đánh trả lại bố vì thương mẹ. Ba hôm sau, Phùng lại chứng kiến cảnh tương tự, chỉ có khác là thằng Phát đã giành được con dao để bảo vệ mẹ. Không thể chịu đựng được nữa, Phùng xông ra buộc lão đàn ông phải chấm dứt hành động vũ phu đó. Phùng bị thương và anh được đưa vào bệnh xá. Mấy hôm sau, Phùng có mặt trong tòa án huyện. Lúc đó có chánh án Đẩu đang xử lý vụ việc đánh vợ của người chồng. Người đàn bà hàng chay từ chối ly hôn sau lời đối thoại đầy thuyết phục. Tất cả là vì thương con, không muốn gia đình đổ vỡ mà chỉ chấp nhận và cam chịu. Phùng trở về với bộ ảnh tâm đắc được treo nhiều nơi, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại nghĩ đến bi kịch mà anh từng chứng kiến và thêm trăn trở về con đường nghệ thuật của mình. Nhan đề chiếc thuyền ngoài xa là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, tuyệt mỹ và toàn bích, nhưng lại là một sự thật đau lòng ẩn chứa đằng sau cái đẹp bên ngoài. Người chồng đánh vợ, người con đánh cha, rồi cả gia đình đánh nhau. Đằng sau tình trạng bạo lực gia đình, tác phẩm đã phản ánh mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Phải có cái nhìn đa diện, nhiều chiều để phát hiện ra bản chất thật đằng sau vẻ đẹp bên ngoài của hiện tượng. Cuộc đời vốn dĩ là nơi sản sinh ra cái đẹp của nghệ thuật, nhưng không phải bao giờ cuộc đời cũng là nghệ thuật. Và rằng con người ta cần có một khoảng cách để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật. Nhưng nếu muốn khám phá những bí ẩn bên trong thân phận con người và cuộc đời, thì phải tiếp cận với cuộc đời, đi vào bên trong cuộc đời và sống cùng cuộc đời. Theo Lê Ngọc Chương, Chiếc thuyền ngoài xa, một ẩn dụ nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Minh Châu.